Xin chào các em. Ngày hôm nay cô của các em đã tìm hiểu đặc trưng thứ hai nữa ở cơ thể sinh vật, đấy là chương về cảm ứng. Tương tự như mọi phần thì các em sẽ tìm hiểu đặc trưng này ở hai đối tượng chủ yếu, đấy là thực vật và động vật. Trước tiên các em vào phần A tìm hiểu về đặc tính cảm ứng ở thực vật. Trước khi đi tìm hiểu đặc tính cảm ứng ở thực vật, các em cùng tìm hiểu khái niệm chung về cảm ứng. Để tìm hiểu khái niệm chung về cảm ứng, cô có một số ví dụ như sau. Ví dụ thứ nhất là khi trời rét, mèo xù lông nằm co. Trời rét đây là sự thay đổi của môi trường ngoài, đây là trở thành kích thích với cơ thể sinh vật. Thì con mèo đây là cơ thể động vật, nó trả lời phản ứng lại với kích thích đó bằng cách là nó xù lông nằm co. Vậy thì cái sự xù lông nằm co của nó khi trời rét như thế nó có tác dụng gì với cơ thể con mèo? Xù lông để cho cái lớp cách nhiệt của nó sẽ dày lên. Thế còn nằm co là để cho cái diện tích tiếp xúc bề mặt của cái cơ thể con mèo với môi trường bên ngoài nó sẽ nhỏ đi để hạn chế cái sự mất nhiệt của cơ thể con mèo ra môi trường bên ngoài. Tóm lại để nó thích nghi với cái điều kiện trời rét đó. Ví dụ thứ hai là mùa đông cây bàng rụng lá. Mùa đông đây cũng là sự thay đổi của môi trường, đây là kích thích. Thì cây bàng đây là cơ thể thực vật, nó trả lời với kích thích đó bằng cách là nó rụng lá. Vậy thì cái sự rụng lá của cây bàng khi mà mùa đông đến nó có ý nghĩa như thế nào với cây bàng? Các bạn biết là mùa đông thì khí hậu rất là khô hanh, nhiệt độ thấp. Thế và cây bàng rụng lá. Lá là bộ phận chủ yếu tiến hành quá trình thoát hơi nước. Khi mà thời tiết khô hanh như vậy thì cái cây bàng nó phản ứng một cách là nó rụng lá như vậy để nó hạn chế tối đa cái sự thoát hơi nước của nó, để thích nghi với cái điều kiện thời tiết là mùa đông. Thế vậy thì thông qua ví dụ này các bạn thấy cảm ứng ở sinh vật là gì? Nó chính là khả năng của cơ thể sinh vật phản ứng hay là trả lời lại với những cái kích thích hay là những cái thay đổi của môi trường thì người ta gọi là cảm ứng. Thế còn cảm ứng ở thực vật là gì? Nó cũng tương tự là chính là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng hay là trả lời lại với những cái kích thích của môi trường. Đó là hai khái niệm chung các bạn cần phải lưu ý với cô. Khái niệm chung về cảm ứng và khái niệm về cảm ứng ở thực vật. Cảm ứng ở thực vật thì khác với cảm ứng ở động vật, đấy là tốc độ phản ứng diễn ra chậm hơn. Thế và hình thức phản ứng thì kém đa dạng hơn. Có hai hình thức chủ yếu, đấy là hướng động và ứng động thôi. Trước tiên ta sẽ tìm hiểu cái hình thức cảm ứng thứ nhất ở thực vật, đấy là hướng động. Em nghiên cứu bài 23, tìm hiểu về hướng động. Trước tiên các bạn vào nội dung nhất một lớn, tìm hiểu khái niệm về hướng động. Để tìm hiểu khái niệm về hướng động, các bạn quan sát hình 23.1 sách giáo khoa. Nêu nhận xét về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau. Các bạn thấy ở hình 23.1 này có 3 hình, hình A, hình B, hình C. 3 hình này là 3 cái cây non để trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau. Trong đó hình A là được chiếu sáng từ một phía. Hình B là không được chiếu sáng, nghĩa là để trong tối. Còn hình C là được chiếu sáng đồng đều từ mọi phía. Thì các bạn thấy quan sát bằng trực quan, bạn thấy là phản ứng sinh trưởng của thân cây non cũng khác nhau. Ở hình A là khi được chiếu sáng từ một phía thì thân cây nó phản ứng là sinh trưởng hướng đến chỗ có ánh sáng. Ở đây ánh sáng là kích thích. Còn hình B là khi cây để trong tối thì thân cây sinh trưởng khác hai hình còn lại, đấy là thân cây mọc cao hơn bình thường, cao hẳn đi. Người ta gọi hiện tượng này là mọc vống. Thế và thân lá của nó có màu vàng, không xanh mà có màu vàng. Các bạn lưu ý cho cô là thân mọc cao hơn bình thường, như vậy người ta gọi là mọc vống. Không đến bài 35 người ta lại hỏi hiện tượng giải thích hiện tượng mọc vống của thực vật trong bóng tối, các bạn lại quên không biết mọc vống là nhỉ, nghĩa là mọc cao hơn bình thường. Hình C khi được chiếu sáng đồng đều từ mọi phía thì các bạn thấy là thân cây non sinh trưởng khác hình còn lại, nó mọc thẳng, thân lá màu xanh bình thường. Như vậy tóm lại, các điều kiện chiếu sáng khác nhau thì phản ứng sinh trưởng của thân cây non là khác nhau. Trong ba hình này chỉ có hình A là hình mô tả hiện tượng hướng động. Hình A đây là hướng động của thực vật. Ở hình A này các bạn thấy là kích thích này, khác các hình còn lại là chỉ tác động từ một phía, một hướng thôi. Và phản ứng của sinh trưởng của thân cây non ở hình này cũng khác hai hình còn lại, đấy là nó sinh trưởng có hướng, hướng đến chỗ có ánh sáng thì người ta gọi đây là hướng động. Thế vậy hướng động là gì? Nó chính là vận động sinh trưởng định hướng của cơ quan thực vật, vận động sinh trưởng có hướng của thực vật.
với kích thích là đến từ một hướng xác định. Như vậy khái niệm các bạn lưu ý cho cô. Lưu ý là vận động sinh trưởng định hướng của cơ quan thực vật với kích thích đến từ một hướng. Thế còn thực vật trả lời cũng trả lời với kích thích, nhưng kích thích đến từ nhiều hướng thì không gọi là hướng động. Trả lời của nó nhưng với kích thích từ một hướng thôi thì mới gọi là hướng động. Với ngọn cây thì như ta vừa thấy ở thí nghiệm là khi có ánh sáng tác động từ một phía thì ngọn nó mọc cong hướng về phía có ánh sáng. Thế nhưng làm thí nghiệm với rễ cây là tác động chiếu sáng rễ cây từ một phía thì rễ cây nó lại phản ứng là nó mọc tránh xa ánh sáng. Thế vậy thì cái vận động sinh trưởng của rễ cây này có được gọi là hướng động hay không? Các bạn bám vào khái niệm hướng động. Đây, kích thích là cũng tác động từ một hướng. Thế và rễ cây này nó cũng phản ứng lại với kích thích đó. Bình thường là rễ mọc thẳng, đây nó cũng phản ứng là bằng cách là mọc cong. Thế vậy bám vào khái niệm này, các bạn thấy đây cũng gọi là gì? Hướng động. Thế hướng động của ngọn với hướng động của rễ khác nhau. Ngọn thì nó hướng sinh trưởng hướng đến chỗ có kích thích. Thế còn rễ thì nó lại hướng tránh xa kích thích. Hướng động của ngọn như thế này người ta gọi đây là hướng động dương. Còn tránh xa kích thích như rễ thế này người ta gọi đây là hướng động âm. Như vậy phân loại các bạn nhớ cho cô là có hai loại hướng động. Đấy là hướng động dương và hướng động âm. Hướng động dương là hướng đến kích thích, dương là hướng đến. Thế còn âm là hướng tránh xa kích thích. Để phân loại có hai loại. Tiếp tục các bạn chuyển sang tìm hiểu cơ chế chung của hiện tượng hướng động. Để tìm hiểu cơ chế chung của hiện tượng hướng động, các bạn quan sát hình ảnh. Đây là thân cây non, khi được chiếu sáng từ một phía thì nó mọc cong về phía có ánh sáng này. Quan sát hình ảnh này thì các bạn thấy số lượng tế bào và kích thước của tế bào hai phía, phía được kích thích này, phía được chiếu sáng này được kích thích và phía không được kích thích là khác nhau. Ở phía được kích thích thì kích thước tế bào nhỏ hơn, nghĩa là nó sinh trưởng chậm hơn. Thế còn ở phía không được kích thích là kích thước tế bào to hơn, nghĩa là nó sinh trưởng mạnh hơn. Như vậy là tốc độ sinh trưởng tại hai phía này là phía được kích thích và phía không được kích thích là khác nhau. Vậy thì tại sao lại có sự khác nhau về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía của cơ quan như vậy? Ở trường hợp này là do tác động của hormone kích thích sinh trưởng auxin. Ở hình A này các bạn thấy đây là tác động của ánh sáng từ một phía hai phía. Thì hormone auxin được tạo ra từ đỉnh thân trong quá trình di chuyển xuống dưới. Khi có ánh sáng tác động từ mọi phía thì hormone auxin được phân bố đồng đều ở các phần của cơ thể thực vật. Nên là tốc độ sinh trưởng các phần này giống nhau, nên là ngọn cây sẽ mọc thẳng. Nhưng khi có tác động ánh sáng từ một phía, đây là phía được chiếu sáng, thì do đặc tính của hormone auxin là nó không thích ánh sáng, nên khi được chiếu sáng thì hormone auxin này nó sẽ di chuyển về phía tối. Ở phía tối này nó sẽ nhiều hơn. Như vậy nó sẽ kích thích các tế bào phía tối này sinh trưởng nhanh hơn, nên đẩy ngọn cây mọc cong về phía ngược lại. Như vậy tóm lại cơ chế chung của hiện tượng hướng động là gì? Là do sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng của các tế bào tại hai phía đối diện của cơ quan. Đây là phía được kích thích và phía không được kích thích. Thế và sự khác biệt về tốc độ sinh trưởng này là do sự phân bố không đồng đều của hormone kích thích sinh trưởng auxin. Bạn nhớ cho cô cái cơ chế chung của hiện tượng hướng động. Cơ chế chung. Tiếp tục các bạn chuyển sang phần tiếp theo, hai lớn tìm hiểu về các kiểu hướng động. Thì ở thực vật tùy theo tác nhân kích thích thì người ta chia thành nhiều kiểu hướng động khác nhau. Đấy là hướng sáng, hướng trọng lực, hướng nước, hướng hóa và hướng tiếp xúc. Ở mỗi kiểu hướng động này yêu cầu bạn nắm được cho cô khái niệm. Thứ hai là tác nhân gây ra từng kiểu hướng động đó. Thứ ba là đặc điểm sinh trưởng của thực vật. Nghĩa là trong mỗi kiểu hướng động đó thì bộ phận nào của thực vật phản ứng lại với cái kích thích đó và phản ứng như thế nào, hướng dương hay là hướng âm. Thế và cuối cùng cho cô biết là vai trò của từng cái kiểu hướng động đó. Các em sẽ lần lượt đi tìm hiểu từng kiểu hướng động một. Trước tiên ta tìm hiểu cái kiểu hướng động nhất, đấy là hướng sáng. Thì khái niệm hướng sáng là gì? Nó là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của ánh sáng. Khái niệm này sách giáo khoa đã có, các bạn có khái niệm. Thế và thứ hai là tác nhân gây ra hướng động, hướng sáng này, nó chính là ánh sáng. Các bạn lưu ý cho cô là gọi tên kiểu này là theo tác nhân kích thích. Vậy hướng sáng thì tác nhân kích thích là ánh sáng. Thứ ba là đặc điểm sinh trưởng. Thì hình này ta dùng phân tích rồi. Các em thấy là hai bộ phận của thực vật phản ứng với ánh sáng, đấy là ngọn cây và rễ.
ngọn thì là hướng sáng dương, thế còn rễ cây thì là hướng sáng âm. Vậy đặc điểm sinh trưởng, hướng sáng dương là thân, thân cành, thế còn hướng sáng âm là rễ. Thế vậy thì cái tính hướng sáng của ngọn cây này có vai trò như thế nào với thực vật? Bạn thấy là ngọn cây này luôn luôn nó vươn đến chỗ có ánh sáng để làm gì? Để lấy ánh sáng để tiến hành quá trình quang hợp. Vậy vai trò là giúp cây lấy ánh sáng để quang hợp. Tiếp tục, kiểu hướng động thứ hai đấy là hướng trọng lực. Khái niệm thế nào là hướng trọng lực? Các bạn quan sát hình ảnh minh họa hướng trọng lực, các bạn thấy khái niệm hướng trọng lực nó chính là phản ứng của sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của trọng lực. Tác nhân kích thích ở đây nó chính là trọng lực. Thế và đặc điểm sinh trưởng ở đây thì các bạn thấy là có hai bộ phận sinh của thực vật phản ứng lại với trọng lực, đấy là ngọn và rễ. Và trọng lực các bạn biết là nó hướng về tâm của đất. Thế vậy thì ngọn cây thì nó hướng ngược lại với trọng lực thì nó là hướng trọng lực âm, hướng chính xa mà. Thế còn rễ hướng cùng chiều với trọng lực, nghĩa là hướng đến trọng lực, thì hướng trọng lực của rễ đây người ta gọi là hướng trọng lực dương. Vậy đặc điểm sinh trưởng là hướng trọng lực dương là đỉnh rễ. Thế còn hướng trọng lực âm là đỉnh thân cành. Vậy vai trò hướng trọng lực là gì? Các bạn thấy rễ luôn luôn hướng về tâm của đất để giúp nó sẽ hệ rễ này sẽ phát triển mà bám vào đất, như vậy thì để cố định vững chắc cây và giúp cây hút nước với chất dinh dưỡng ở trong đất. Vai trò tiếp tục hướng hóa, thứ ba là hướng hóa. Khái niệm nó chính là phản ứng của sinh vật đáp ứng lại tác động của hóa chất. Vậy lưu ý cho cô khái niệm rất là dễ nhớ nhé. Từng hướng nào đấy bạn lưu ý cho cô, nó chính là phản ứng của thực vật với hóa chất. Hướng hóa thì nó chính là đáp ứng lại hóa chất, thế còn hướng trọng lực chính là đáp ứng lại tác động của trọng lực, thế hướng sáng nó chính là đáp ứng lại tác động của ánh sáng. Tác nhân ở đây chính là các hóa chất, chính là chất hóa học. Đặc điểm sinh trưởng thì với phân bón với chất dinh dưỡng thì các bạn thấy là hướng đến, nghĩa là hướng dương. Thế còn với hóa chất độc hại hướng chính xa, nghĩa là hướng âm. Đây đặc điểm sinh trưởng các bạn nhớ. Hướng hóa dương chính là hướng về chất khoáng, thế còn hướng hóa âm chính là tránh xa các chất độc. Thế vậy thì hướng hóa này có vai trò gì với thực vật? Nó chính là để cây rễ cây hấp thụ muối khoáng. Kiểu thứ tư đấy là hướng nước, thì khái niệm nó chính là phản ứng sinh trưởng của thực vật hướng về nguồn nước. Thế và tác nhân ở đây, kích thích ở đây nó chính là nước. Đặc điểm sinh trưởng ở đây thì là rễ thì các bạn thấy luôn luôn hướng đến nguồn nước, đây là hướng nước dương. Thế còn thân thì hướng ngược lại, thì đây là thân là hướng nước âm. Vai trò rễ luôn hướng đến nguồn nước, thế để hấp thụ nước. Tiếp tục kiểu cuối cùng, kiểu thứ năm, hướng tiếp xúc. Các bạn thấy một số loại cây có hướng tiếp xúc, như các cái cây dây leo như mướp, bầu bí. Cái khái niệm nó chính là phản ứng sinh trưởng của thực vật đáp ứng lại tác động của vật tiếp xúc với bộ phận của cây. Thế và tác nhân gây ra hướng tiếp xúc ở đây chính là sự tiếp xúc. Đặc điểm sinh trưởng thì các bạn quan sát thấy là ở cái phía được tiếp xúc này là tốc độ sinh trưởng chậm hơn, thế còn phía không được tiếp xúc là tốc độ sinh trưởng nhanh hơn nên đẩy cây mọc cong về hướng tiếp xúc. Đặc điểm sinh trưởng là các tế bào phía không được tiếp xúc này sinh trưởng mạnh hơn, thân cây luôn cuốn canh giá thể. Thế và vai trò của cái hướng tiếp xúc này, các bạn thấy là hướng tiếp xúc này chỉ có những cái cây thân leo thôi. Bình thường các cái thân này, cây này để nó tự nhiên mà nó mọc thì các bạn thấy nó không thể vươn lên cao được. Thế nhưng mà nhờ bám vào giá thể, nhờ cuốn quanh giá thể thì các bạn thấy nó có thể vươn lên cao và ra xa. Như vậy vai trò là giúp cây leo vươn lên cao. Là các kiểu hướng động của thực vật. Vậy thì tóm lại là các cái kiểu hướng động này có vai trò như thế nào với cơ thể thực vật? Thì ở từng cái kiểu hướng động ta đã phân tích vai trò rồi. Thế tóm lại vai trò chung của hướng động ở thực vật là gì? Là để giúp nó thích nghi với lại môi trường thay đổi để nó tồn tại và phát triển được. Đây là vai trò chung của hiện tượng hướng động. Thế và các hiện tượng hướng động của thực vật này cũng được ứng dụng trong đời sống con người.
ví dụ như là người ta bố trí trồng rau cho hợp lý, để mật độ cho hợp lý, để ánh sáng nó được đầy đủ. Thứ hai là bắc giàn cho những cái cây dây leo này, với những cây dây leo này để có thu hoạch thì người ta phải bắc giàn, thu hoạch cao đảm bảo đấy. Hoặc là người ta có thể tạo uốn thế cây cảnh rồi tưới nước bón phân để cho hệ rễ phát triển theo ý muốn của người ta. Đấy là một số ứng dụng trong đời sống của con người. Thế và cuối cùng là các bạn làm cho cô các cái câu hỏi trắc nghiệm này. Thế và về nhà các bạn sẽ học bài cũ và trả lời các cái câu hỏi ở sách giáo khoa trang 101. Thế và sưu tầm chụp ảnh cho cô các kiểu hướng động của thực vật trong thực tế. Thế và chuẩn bị trước cái bài mới, bài 24 bạn đọc trước cho cô. Cảm ơn các em. Chào tạm biệt các em.